Bây giờ ấy, bài này anh mà lặn được ra cây ba đấy, em cho anh hết số tiền này luôn. Cho mày im con mẹ nó mồm mày vào đi. Mày không biết là trên tay bố mày đang cầm cái ví này nhá, nó đã từng lột quần xé áo của 8 chỉ thằng. Mà thế lột là nó lại đi trượt của mày là như nào? Rồi anh ạ, anh nói ghét ít thôi, anh lặn được thì anh lặn luôn đi cho em xem. Ủa quay, mẹ bây giờ ông này đi bao tiền? Tôi đi 2 triệu ấy không ạ? Bây giờ tao lại lặn lại cho mày xem đây này. Ui dạ. Ui này, toàn em phét. Mẹ, ông đi 2 triệu không? Đi 2 triệu không? Mẹ. À trong ví còn bao tiền đấy? Còn 2 triệu. Từ bình tĩnh. Bây giờ mày cho anh vay cái số tiền như này của mày có được không? Được rồi. Bây okay. Giờ 2 triệu bắt bằng này còn 1, còn trong 2 triệu khác. Anh đi là vay này anh thừa tiền như thế nào? Mày cứ yên tâm, bây giờ mày nhìn. Không đánh thật như anh đùa ấy. Mày ăn vất tiền mới là thật như đùa là kiểu gì? Bây giờ nhìn nó là cái gì đây? Rồi xong chưa? Thêm 3 triệu khác. Thừa 3 gì? 1. Tao như thế là tao xong rồi đấy. Phẹt. Mẹ bây giờ mày nhìn lại này. Được chưa? Như này đã đánh được chưa? Thừa gì nhỉ? Mày ngu lắm. Đi bao tiền? Thừa thêm 3 triệu khác. 1 2 3 này. Còn 1, còn 2, còn 3, còn 4, còn 5 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, bắt bằng này, thừa thêm 1, 2, thừa 3 triệu khác thì thừa 3 triệu khác thì 1, 2, 3 này, còn 1, 2, 3, 4, còn 4 triệu 700 nghìn. 1, 2, đánh cho mày tê 3, luôn đi mẹ, 4, cái ví này 5, anh cầm nó không phải đơn giản là cái ví để đựng tiền đâu, 2, mày hiểu chưa? Thôi đi anh ạ. Cứ bắt bằng này. Sáp 2 đây. Mẹ mày sáp 2 thì mày nhìn ngồi yên này, sáp 3 đây. Được hiểu luật chưa? Thế vậy là xong chưa? Để nguyên bài để tao làm việc. Dạ quý ơi. Mày lại bảo tạm tạm thì mày nói chuyện đéo ơi. Mẹ mày cờ bạc đánh cái mày lại có chuyện tạm tạm như vậy thì đánh làm đéo ơi. Mày ngồi yên này, đây là ván 1 là cho mày mở mang cái tầm mắt, còn ván 2 là cho mày hiểu cái vấn đề luôn này, tao trộn bài này. Này chia đây. Để nguyên đấy, lên bài lại luôn. Đi còn mẹ. Ui giời. Vứt. Ui bỏ đi đi đúc bao kia thế đây ý mày như cái này là như nào, cái này đi bỏ như nào, đi cái 1 triệu. 1 triệu à? 1 mà tao nói hẳn luôn là tao chỉ cần như này thôi này. 1 triệu bắt bằng này, thừa thêm 1, 2, 3, 4 là xong rồi đấy. Xong rồi đấy. Cho bao nhiêu? Thế 4 triệu khác. Thế 4 triệu khác thì nó quá là đơn giản đối với tao luôn. 1, 2, 3, 4 này, còn 1, còn 2, còn 3, còn 4, còn 5 triệu. Còn 5 triệu à? Chính xác. Bắt bằng cho mày hiểu luật luôn như 1, 2, 3, 4 5 có phải ăn không? Có ăn không? Ăn thì tao vô tiền, mà không ăn thì mày vô tiền. Thôi ăn rồi. Được chưa? 6. Mày hiểu luật chưa? Mày đi, mày không sao. Mày lại ăn may, vô mà đánh cờ bạc cái loại mày mà cứ ăn may này. Em vẫn chưa hiểu kiểu đéo rồi đâu. Mày không hiểu được tí tao nói thì mày mới hiểu được. À quế này. Chia luôn này. Ôi giời, địt mẹ bây giờ nộ này rồi thì tôi phải đổi. Thì bạn nộ cái này rồi thì tôi phải đổi chứ đéo là không đổi là không được. Thì bây giờ tôi đổi nhá. Đây một bài bình thường này nhá, chia bài này. Được chưa? Tôi đổi đấy, không phải tôi không đổi đâu. Thôi tôi cứ lấy mẹ tạm cái này đi. Thế cho xong. Địt mẹ vẫn tê không ạ? Địt con mẹ ảo ấy lìn. Một này. Sao rồi? Đi cho ông cái 1 triệu chứ sao cái gì? 1 triệu à? Bắt bằng luôn. 1 triệu bắt bằng này, thừa thêm 1, 2, thừa 3, 3 triệu khác. Mà ông thừa con mẹ 5 triệu, thừa 3 triệu thừa đéo gì? Thừa 5 triệu khác. 5 triệu yên tâm rồi, 1, 2, 3, 4, 5 này. Còn 1, còn 2, còn 3, còn 4, còn trong 5 triệu khác. Úp cái 4 à? Vào đây. Chỗ là 10 triệu rồi, thừa thêm 5 triệu khác. Thừa 5 cái gì? 1, 2, 3, 4, 5 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cho còn trong 10 triệu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mày nhìn đây này, đánh 1 lần cho mày hiểu đây này. Ai cả trưởng. Thêm 2 triệu khác. 1, 2, thừa cho mày 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thằng này có điện thoại, cầm về điện thoại về cho cháu mình chơi. Đây, bắt bằng biết điện thoại trong đây tí xong xuôi chuyển khoản nhá. Rồi. Em đớp mùi. Thế mày bình tĩnh anh. Chứ bây giờ sáp ca của mày thì bây giờ theo mày thì sáp nào bắt được? Sáp ác nhưng mà 1% mà mày, sáp ác làm sao? Mày nật cái bài của tao lên. Làm sao? Được chưa? Ui, thế này hiểu vấn đề luôn. Chưa? Xong chưa? Ui à. Thế này nha, mình đi về là như nào? Về thôi, bây giờ tiền nong người hết về. Thì anh phải có lý do thì mình nói. Vừa nãy vì sao mày biết là 337 mà anh đổi ra sáp 3 không? Hiểu sao lại biết thì đang hỏi đây anh. Đây là vấn đề thứ hai là nhờ cái ví này này. Đây, đây nó là ván bài vừa rồi chưa? Như này đúng không? Bây giờ khi mà cái này thì nó là 3 điểm thì mày chả đánh được với thằng nào rồi. Bây giờ mày cần mày đưa cái ví này, cái bài của mày thành sáp 3 luôn đi này. Cứ qua kiểu đó. Không có gì, ví không có gì, 100% là yên tâm không có gì cả. Đây.
đến một cái ván tiếp theo. Ván tiếp theo nó là như này, bây giờ vừa là cây 7 nó chui vào trong rồi, chuẩn chưa? Chứ bây giờ anh chỉ cần anh nói thẳng cái này luôn, anh lấy cái cây 6 này anh đút vào đây thì cây 7 nó sẽ phi ra. À chỗ này kín thế thì phải đéo nhìn luôn thì trước mặt của mày đây là một cái ví đổi bài. Ví này thì là bài nào mày cũng có thể mày đổi được cái này. Mày nhìn thấy bài đỏ này, được chưa? Xong chưa? Như này là mày đánh có trôi không? Trôi tít luôn đúng không? Hiểu chưa? Đây ví dụ đây, anh làm lại cho mày từ đầu nhá. Bây giờ ván đầu tiên người ta sẽ chia cho mình là 3 lá bài, trước lúc đấy anh sẽ giấu một lá vào rồi. Đây. Bây giờ người ta chia cho mình 3 lá bài như này đúng không? Thì bây giờ ví dụ mày lên được cái ván bài, đây là 8 điểm anh không nói này, được chưa? Ván này 3 thì đây, ván, đây anh gọi là anh lấy ván bài này đi. Đây ví dụ trong trường hợp nó là như này đúng không? Thì anh sẽ chọn một lá. Anh chọn một lá anh giấu đi. Ví dụ cái ván bài này anh chọn cái 9 anh giấu ở đây thì anh cất cái 9 ở đây này. À chứ không phải ván. Thì bài là lúc đấy lúc đấy là trong tay của anh là nó có 2 lá nhưng mà anh không khoe cho mày biết và cũng không khoe cho cái thằng đối phương biết, nhưng mà anh bút vào đây, được chưa? Thì bây giờ ví dụ mày lên được cái ván bài nó như này đi. Mày vừa mày nhớ nó là cái 9 bên trong đúng không? Chứ giờ bây giờ 8 với 10 với quy thì bây giờ mình một là mình cần cái gì mà hai là mình cần cái 9, chuẩn chưa? Thì bây giờ ví dụ anh nhớ là có cái 9 bên trong rồi thì anh đút cái quy vào trong này thì cái 9 nó phi ra này. Được chưa? Nhưng mà theo mày có trôi không? Đánh như này thì bây giờ này, nhìn này, tốc độ ra bài cực kỳ nhanh luôn chứ không có chuyện của là mày trước mắt cái là xong con mẹ rồi, được chưa? Nhanh nhỉ. Đấy, còn cách lấy bài ra thì nó sẽ có một cái nút ấn này, mày ấn cái là nó phi ra thôi. Ví đẹp ấy, anh cái thanh niên này còn cái này kẹp lách là xong, được chưa? Đấy, ok, chỉ vậy thôi.